Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 50 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ dĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, các đảo sông Tử Tây khoảng 170 km về phía Bắc Tây Bắc, các bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 430 km về phía Đông sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 12 115 trừ 135 giờ, giật cấp 15. Dùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc dĩ tuyến 10,5 độ dĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111 độ kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 12-115 trừ 135 giờ, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9 10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển Đông bao gồm dùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8 trừ 9, dùng gần tâm bão đi qua cấp 10 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm dùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.